Dạ, em tên là Lê Văn Ba, em năm nay 27 tuổi và em đang làm công việc là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật điện ạ. Thì ai gặp em cũng kêu bằng ba hết chứ. Người lớn cũng gặp ba. Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng. Bạn gái mới gặp kêu ba. Rồi anh của ba tên gì? Em của anh trai tên Phong. Nếu mà ghép lại thì là Phong Ba. Trời đất ơi. Tôi đi nhiều chị. Dạ chào chị. Dạ trời. Phong đó. Dạ, em còn có... anh tên Phong đó. Có em không? Có em gái ạ. Tên Dung. Hết hồn tưởng Phong Ba rồi tới bảo tàng. Không đó. Nhưng mà nó có đứa anh trai đó. Đứa anh trai em có yêu chưa? À anh trai em thì có gia đình rồi ạ. À có rồi hả? Tưởng đâu chưa có ghép với anh Lan là Phong Lan. Hồi nhỏ lớn đi học có bao giờ gặp cái sự cố gì cái tên mình không? Những cái chuyện gì mà nó mắc cười liên quan tới cái tên mình á? À có rất nhiều, tức là cái tên của em thì bị biến đổi rất là nhiều thành rất nhiều cái biệt danh. Em bị gọi là Tam Mao nè, Ba Tây. Ba Tây nghe đỡ, nó kêu ba bích mệt. Có ai kêu ba trợn không? Em còn nghĩ trời ơi, mai tôi có thể có duyên quá hả? Cũng từng có nhưng mà người ta chỉ gọi cho vui thôi. Nhưng mà đặt cái tên ba đúng là công nhận ba em cũng khôn thiệt. Cái tên độc nhất vô nhị đó chứ bộ. Nói cho vui thôi. Trời ơi áp đảo em quá ha em. Em gái em giới thiệu mình cho mọi người biết đi. Em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Bùi Thị Hoàng Thanh và em sinh năm 1992, năm nay 30 tuổi. Em đang sống và làm việc tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là Thanh đọc sách là nhiều lắm á Thanh hả? Dạ cũng tương đối thôi ạ. À. Nhưng mà nói rõ hơn là Thanh kia 30 tuổi đúng không? Ba nhỏ hơn Thanh. Có trở ngại gì không ba? Chắc không đâu ạ. Ba mà sợ gì? Không có ngại gì chứ á. Thanh ưu điểm khuyết điểm sao Thanh? Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, nhiệt tình với mọi người và sống tích cực. Hay quá. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì cái về phần nấu ăn thì có hơi yếu xíu. Cho nên chắc đó cũng là một cái trở ngại. Không sao đâu Thanh. Không sao hết. Thật ra là nấu ăn yếu xíu không sao, quan trọng là mình mạnh thế mạnh hay khác. Điểm mạnh điểm yếu của ba thế nào ba? Dạ em điểm mạnh của em thì không thích nhậu, không hút thuốc và không biết chơi bởi vì nhiều. Rồi em biết nấu ăn, biết làm việc gia đình. Ba biết nấu ăn ha. Điểm yếu của ba là gì ba? Điểm yếu của em thì em sống rất là kinh, kiểu như em ít chia sẻ, cũng hơi nhút nhát trong vần là nói chuyện với con gái. Nhút nhát vậy mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì cũng có 2 mối tình. Mối tình nào cũng chưa được 100. Sao mà chia tay vậy ba? Lúc đấy thì còn trẻ, chưa được chín chắn. Chưa chín chắn. Tình hình ba tôi vậy đó. Ba rất là dễ thương nha mọi người. Bây giờ mới nhìn kỹ ba nè. Ba đẹp trai quá. Hai đứa đứng kế bên. Ba Lan. Ba Lan hả? Dễ thương quá. Ghẹo hoài, ghẹo nhỏ hoài, nhỏ bẽn lẽn, nhỏ mắc cỡ. Tôi với ba đứng kế bên, ba Linh là ba của ông Linh. Nó dễ thương. Nói nhưng mà dễ thương lắm em đừng. Ba dễ thương lắm ba. Mắc cười. Để hồi ba chờ con qua đây con nói chuyện. Em nhức đầu. Ba bên anh dễ thương lắm. Dạ. Xin cái đường tình duyên của mình á là sao? Có mấy người yêu rồi? Dạ, thì em hiện tại không phải hiện tại. Em đã trải qua một mối tình chính thức. Dạ, thì trong vòng khoảng 5 tháng. Trời. Dạ, nhưng rồi xong cái dịch nó ập tới luôn ạ. Đây chắc có lẽ là cái mối tình cũng chưa sâu đúng đậm rồi. Cho nên là nó sẽ dễ hiểu lầm nhau nhiều có hơn. Thể là có mấy tháng chưa cái thôi chứ thật ra nếu yêu nhau con Covid thì nó có tồn tại một năm đúng nữa rồi. Người ta cũng yêu nhau rồi. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào? Ngoại hình trước, nói chung là em thích những người nhìn rắn chắc chút xíu. Rắn chắc. Dạ. Mình cao hơn em hiện tại 1m6 thì cao hơn em khoảng 1m65 cũng được. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi còn tính tình thì phải vui vẻ hòa đồng. Bên kia vui. Vui lắm. Vui. Nói cái tên đó là vui liền. Ở nhà nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, xưng tên thôi là thấy đúng vui rồi. Phải. Ba giận em hả ba? Là hết giận. Bực mình lên quạo chửi ba luôn à. Ba tưởng tôi ngán ba hả? Ví dụ vậy. Rồi, không thích điều gì ở đàn ông? Không nhậu nhẹt nè.
Không nhậu nhẹt cũng không tới nổi, nhưng mà ý là phải có kiểm soát. Bên kia không có nhậu. Dạ, không hút thuốc, không gia trưởng. Ba có gia trưởng, nói chung ba là suy nghĩ tích cực. Dạ không ạ. Được. Nói chung là được đó. Tôi tham khảo nhà gái thì thật ra nhà trai rất là phái phái nhà gái luôn. Nhà gái nhìn qua anh kia, nhà trai cũng phái phái nhà trai luôn. Rất là hợp lý. Hợp nhãn đó mọi người. Bây giờ là tôi hỏi coi nhà gái mình đi với ai nè. Dạ hôm nay em đi với mẹ và chị đồng nghiệp. À, có các mẹ chị đồng hả? Nghiệp. Dạ. Chào cô. Dạ, cái này nhìn nè. Chung thì thấy cháu đây cũng được. Nhưng dạ. mà để coi coi hai cháu tiếp xúc nói chuyện ra làm sao. Dạ hiền hậu không cô? Dạ hiền, nhưng mà chưa biết quê quán ở đâu hả cháu? Dạ con ở quê ở Thanh Hóa. Hiện tại con đang sinh sống ở Sài Gòn. À, dạ. Con sống cùng gia đình. Đúng rồi, nó xưng hô gì được á. Tự nhiên mẹ giờ tương lai hỏi nó ba ở Thanh Hóa rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Và mình biết Hoàng Thanh là hơn 10 năm rồi. Và mình cảm nhận được một cái sự tích cực trong người cô bạn này. Một cái gì đáng yêu lắm. Và một cái sự quan tâm chia sẻ đến mọi người rất là tốt. Trong qua cái chương trình này thì sẽ có được những cái duyên, những cái cơ hội đến với nhau. Và có một người khơi mở được cái tấm lòng, cái tâm hồn của Thanh ra. Thôi, cảm ơn nhà gái. Thực ra là nhà trai tôi đã chịu ngay từ lúc đầu rồi. Dạ, em đi với bạn em ạ. Dạ, em là bạn của ba. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà gái. Em thấy thì bạn gái bên này cũng rất là xinh đẹp, dễ thương. Cũng thấy hợp với ba nên... Bây giờ thôi, mở cửa với cho hai bạn trẻ gặp nhau đi ha. Mở rào. Mở rào. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái món quà muốn tặng cho Thanh. Cái này thì mình cũng thích cái thực quả này thực tế nên mình muốn tặng bạn cái này, bạn có thể trang trí bàn làm việc hoặc là trang trí trong phòng của mình. Có thể là mở nhạc cho bạn nghe buổi tối, bạn ngon hơn cũng nên. Cảm ơn quà của bạn. Rồi đây là quà của Thanh. Dạ, cảm ơn Thanh. Bạn ba đi. Keo. À. Ba đứng kế Thanh thử coi. Nãy Thanh nói cần chàng trai cao mét mấy rồi đó. Thanh tự đánh giá coi hợp lý chứ Thanh, về chiều cao đó. Dạ chắc cũng được, tại em đang mang dép cao. Bây giờ mình về vị trí ngồi đi. Dạ. Hồi nãy lúc mà mới ra thì em cũng thấy là anh nói rất rất là tự tin. Nói chung là rất là lớn giọng nha. Cao nó to rõ. Nhưng mà sau biết riết rồi từ chắc bị rụt rè hay sao á. Bắt đầu nhỏ lại. Đúng. Nhiều khi em cũng không nghe được luôn. Dạ. Thì nói chung ấn tượng đầu tiên thì anh cũng hơi nhỏ. Chắc tại em cũng ốm nên nhìn cũng người cũng có ốm. Đúng rồi, anh thì hơi ốm thật. Trước đấy, tại vì dịch này thì trước đấy là có đi tập gym một chút. Cho người nó khỏe và to xíu. Nhưng mà dịch bệnh quá thì cũng ngưng được diện một thời gian rất là dài rồi. Nên mà người nó bị nhỏ dần đi. Thì em cũng muốn hỏi là anh mình có thích chơi thể thao không? Có. Mình chỉ là chơi môn tập chơi thôi, tập chơi môn chết quốc eo á. Là môn đấy mình gọi là thể thao đường phố. Hay ra đi tập hít đất xà, chơi xà đơn, trò khéo người đợi đợi. À, anh có gì hỏi cứ hỏi đi. Bây giờ mình nói cái cảm nhận về bạn nữ đi, mở rào ra mình thấy bạn nữ làm sao? À, em thấy bạn nữ rất là xinh đẹp ạ. Sáng người thì cũng dễ thương. Đáng yêu ạ. Rồi, hồi nãy hai bạn ở đâu đó, một tuần hẹn như thế nào, cái cách hẹn hò sao, mình trao đổi luôn đi các bạn. Thời gian dành của em như thế nào? Thì em làm chủ yếu là giờ hành chính, 5 giờ là xong. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chỉ trừ những sự kiện thôi nha, lâu lâu sự kiện thì vẫn có thứ bảy chủ nhật đi làm. Ba nói với Thanh cho Thanh biết về gia đình của mình đi. Thì anh đang ở với gia đình ở Bình Chánh cũng được 13 năm rồi. Nhà em hiện tại là có em, bố mẹ và em gái. Anh hai lấy vợ thì cũng ra ở riêng rồi. Được, còn Thanh? Dạ, thì em hiện tại đang sống với mẹ.
Chị sống với mẹ thôi. Các chị thì đi lấy chồng rồi. Rồi. Thế thì khi kết hôn rồi mình đi làm dâu rồi làm không ở với mẹ được không? Dạ thì cái vấn đề này thì cũng có nói trước rồi. Thì con gái đi lấy chồng thì vẫn theo chồng. Nhưng mà nếu mà em kiếm được một người mà có thể về và sống chung với mẹ thì cho mẹ đỡ buồn. Nhà Thanh là ở đâu? Dạ hiện tại nhà em ở quận 8. Ba về làm rể được không ba? Dạ được ạ. Được không? Tại vì bên đây chỉ có hai mẹ con thôi. Lấy chồng thì phải theo chồng rồi đó. Ba chịu làm rể rồi. Nhưng mà có cái nhu cầu là ở rể thì có đồng ý không? Ba chịu rồi. Ba nói ba chịu về ở rể rồi thì... Chị nhưng mà thấy không tự tin lắm nên phải hỏi lại. Quận 8 với ở Việt Trắng thì cũng không xa nhau lắm thì... Thôi mình nói chứ vợ ở rể cũng sướng mà. Được không? Dạ, được không ba? Dạ được. Con nói ba nghe không? Dạ nghe ạ. Rồi bây giờ thì ba lại nắm tay bạn gái đi. Mạnh mẽ lên ba. Cái gì mà ngại ngùng vậy? Sắp lấy vợ tới nơi rồi. Đừng có la ba. Em có lạnh không? Không, em cũng thấy tay lạnh hơn cơ. Anh còn đang sơ về lạnh về dưới. Hát gì đó ba? Nhằng đây là Thanh. Anh sẽ nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Hát nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Để em hát ngắn. Thanh hát cho ba nghe đi Thanh. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah. Chú chú. Na 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 na. You're enough, the best to me. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Phải bấm từ trái tim của mình. Nha, chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ là nắm tay chính thức mình hẹn hò rồi đó. Đúng rồi, nắm tay này xen tay vô nhau. Đó, hai bạn này dễ thương lắm. Hai đứa lấy nhau đẻ con cũng đẹp lắm. Đẹp đôi đó. Đẹp đôi đó. Nếp ai cũng nắm đẹp. Nắm chặt tay nhau đừng buông ra nha. Quý vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Chắc 43 tuổi rồi. Giờ chắc đại hướng sai. Đại hướng sai. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Hôm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong vòng quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước. Và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm của khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon. Mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là dạng dĩ. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. À, tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với anh Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai.
thì cũng là năm cuối đại học rồi Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất, mà mình không cách gì mình giành giật lại được hết. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn. Chia buồn với anh vì đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào. Chào chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so trẻ. Với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, giờ muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào Ngọc Lan. Thấy anh trai không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha rồi. Rất là chung thủy luôn. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái này cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó, thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43 thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy, thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút. Dạ, đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? Anh thấy kẹo này thơm không? được thì được đó. Mới mốt không được mất đền à. Người ta đi với ai? Thật sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang bị kiểm tra online đó, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình thôi. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống những gì mà nãy giờ Quỳ Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này cảm ơn em chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái caravat. Dạ đúng. Đâu mình mở ra rồi, anh biết rồi nha. Một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi, rất chững chạc, mà
Ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là: em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là: em có ngại khi anh đã có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục, không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng đó, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình, chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Thôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Ăn mắng, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like cho ông anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần là mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao... anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày, tặc mày. Giải thích sau. Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được. Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm. Là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp, đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu: mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân ạ. Có thể tuổi em, thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn. Thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự mà nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em.
Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm ba câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá, thì Dung hát đi. Nhưng mà này anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài đi. Hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nữa em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi. À, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng các chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là anh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc.